cho biết bạn khi đi du học New Zealand thì đa số các bạn học sinh là đều muốn có một công việc part time để trang trải cái phần chi phí cũng như là giúp các bạn có thêm kinh nghiệm trong thời gian học tập. Vậy thì những cái yếu tố nào để giúp các bạn là có được những cái công việc như vậy? Và trong chương trình hôm nay thì công ty Tân Đại Dương, công ty du học hàng đầu tại Việt Nam với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực làm hồ sơ và tư vấn du học và chỉ có một địa chỉ duy nhất tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ giải đáp cho các bạn thông tin này. Rất nhiều bạn trẻ khi đi du học tại New Zealand thì mong muốn là bước chân đến quốc gia này và sau cái thời gian đó thì các bạn có thể tìm được một cái công việc part time để có thêm thu nhập cũng như là học hỏi được nhiều kinh nghiệm trong thời gian học tập tại đây. Và trên thực tế thì đây là chuyện hoàn toàn có thể thực hiện được và rất nhiều cơ hội nghề nghiệp đang chờ đợi các bạn. Tuy nhiên thì để làm được điều đó thì các bạn phải thỏa mãn được các yếu tố mà nhà tuyển dụng đưa ra. Và du học sinh muốn làm việc tại New Zealand cần nhớ đó là thông tin về thị trường lao động và các yếu tố cá nhân. Thứ nhất đó là thông tin về thị trường lao động thì bạn cần phải cập nhật những cái thông tin mới nhất về thị trường lao động của New Zealand trên các phương tiện như là truyền hình hay là báo chí và để cập nhật những thông tin chi tiết về những cái yêu cầu cũng như là những cái kỹ năng vị trí mà thị trường lao động đang tìm kiếm. Bạn cũng nên tìm hiểu xem là tại các khu vực mà mình đang sinh sống mà người ta đang thiếu những cái kỹ năng gì và để từ đó bạn có thể bổ sung những cái thông tin vào hồ sơ của mình và thuyết phục được nhà tuyển dụng. Yếu tố thứ hai đó là yếu tố cá nhân. Thì để trả lời cho cái câu hỏi này thì liệu bạn có tìm được những công việc tốt tại New Zealand hay không? Thì câu trả lời đó là phụ thuộc vào các yếu tố sau đây. Thứ nhất đó là cái chiến thuật tìm việc của bạn. Kỹ năng làm việc mà bạn trình bày với cái nhà tuyển dụng, cái trình độ học vấn của bạn cũng như là bằng cấp như thế nào, khả năng ngoại ngữ hay là cái khả năng thể hiện bản thân của bạn ra sao. Và bạn phải nhớ rằng đó là bằng cấp không phải là tất cả, mà vì rõ ràng là bạn đang là sinh viên và đang học và chưa có thể là có ngay được cái bằng cấp cao được. Và khi mà nhà tuyển dụng là làm cái phỏng vấn, tức là họ đã đang mong chờ bạn và có mong chờ vào cái khả năng thực tế cũng như là cái sự thích ứng của bạn, không phải là cái bằng cấp của bạn hiện có. Thì nhiều bạn cũng thắc mắc rằng là vậy có cách nào để cho du học sinh là có thể tìm được một công việc dễ dàng hay không, và những cái công việc nào mà du học sinh có thể là làm được. Thì theo Tân Đại Dương đó là có rất nhiều cách để mà các bạn là du học sinh tìm việc và chúng tôi xin giới thiệu cho các bạn là các cách như sau. Thứ nhất đó là bạn có thể là đăng tin quảng cáo trên báo chẳng hạn, và thông thường thì thứ bảy là ngày có nhiều tin nhất. Các trường đại học có các văn phòng tìm việc cho sinh viên và rất nhiều các công ty thì cũng liên hệ với các trường đại học để tìm những cái người có và để tìm những người làm việc bán thời gian. Thông thường thì các công ty yêu cầu những người có tiếng Anh tốt và bạn có thể là ở văn phòng quốc gia mà địa chỉ cái liên hệ mà cái phòng mà bạn cần tìm việc. Khi đã có visa làm việc rồi thì bạn có thể là đi tìm việc làm và các công việc mà đa số các bạn sinh viên quốc tế làm thường nó làm như là du lịch nhà hàng hay là khách sạn hoặc là thương mại. Và các nghề mà tiêu biểu mà các sinh viên làm như là phục vụ quán bar, phụ bếp, vân vân. Và để được cần hỗ trợ thêm thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp đến công ty Tân Đại Dương theo địa chỉ là 148-1 Trần Quang Khải, phường Tân Bình, quận Nhất, hoặc có thể gọi điện thoại về số online 0838484879 hoặc truy cập vào website tandaiduong.edu.vn hay là tdvn.com để được hỗ trợ chi tiết về thủ tục làm hồ sơ xin visa du học hay là du